Hi, chào mừng các tình yêu đã trở lại cùng với chuyên mục Học hát bài hát tiếng Hàn với Wonder Và ngày hôm nay tập thứ 13 Chúng ta sẽ học hát bài hát After a long time à, Hát chỉ là do Của chị Bạch Chi Yong nhạc phim Hoàng tử gác mái nhá Tông nữ là giọng la Thế nhưng mà giọng của chị Bách Chi Yong thì khá là cao Cho nên là khuyến khích các bạn rằng Nếu như các bạn nữ mà hát thì nên hạ xuống Hát dành giọng son trưởng Khi đi bấm một karaoke bấm hạ tông bấm hai phát xuống Là lui xuống son trưởng nhá Còn tông nam thì có thể cộng lên 5, 4 hoặc nam hát đô trưởng hoặc là đô thăng Hồ này thì bằng với cả là Pô Cô Đã được giải thích ở trong tập 8 của series này với cả bài I Will Show You rồi Đó, là nu ton, định ngữ ton này mình có thể hiểu như là một định ngữ quá khứ hoặc là hiện tại Tùy các bạn nhé Nôm na xương xương là như vậy Nào, ye tử ở uh, yeki nói đến iyaki này thì chúng ta đã có nói tiếng hàn hay như mẹ hú tập số 41 là những ứng dụng liên quan đến mai iyaki và suri rồi đúng không Bonus thêm cho cái tình yêu ở bên ngoài video đó vẫn liên quan đến cái từ Yeki này, ấy mà có nghĩa là khi mà mình gặp một người mà mình cũng đã từng nghe chuyện về người ta nhiều rồi thì mình sẽ là Ê, anh nhau sale, Yagi mà đi đó. Thì khi mình nói như vậy thì cuộc đối thoại của chúng ta nó sẽ rất là đáng yêu luôn, Yagi mà đi thử hoặc Yagi mà đi thử đó. các tình yêu tự ứng dụng cho mình nhá. Rồi có những câu chuyện mà chúng ta ngồi đối mặt với nhau để mà chia sẻ. Và những câu chuyện mà chỉ có thùy man, u đi thùy man Chỉ có hai đứa mình biết thôi Thì hẳn là chúng ta sẽ không thể nào mà xóa được Cũng không thể vứt bỏ được Và cũng không thể nào mà quên được Chí u ta là xóa, pò đi ta là vứt bỏ và ít ta là quên Ở đây thì sun tức là sunân. Ở đây cái chữ nân em không có ý nghĩa gì Chúng ta không cần phải suy nghĩ quá nhiều Đuôi câu na ba này có nghĩa là hẳn là Nằm ở trong bài 1 tiếng Hàn tổng hợp 4 nhá. Bây giờ mình sẽ cùng nhau hát đoạn 1 này 마주보며 나누던 얘기들 우리 둘만 알던 얘기들 지울 수 없나봐 버릴 순 없나봐 잊지 못하나봐 사실 이건 엄마가 2015년에 했던 노래예요 xem lại vẫn thấy ngại ghê luôn ấy ngày đấy bị kiểu <laughs> bị chị ca sĩ Phương Thanh bảo là em là con trai mà em điệu thế chị nào cũng biết là mình là BD đâu <laughs> nào ok đến đoạn B nha Oren Mane này vừa xuất hiện ở trong series nói tiếng Hàn hay như mày hú tập số 44 xong nhưng ai mà còn lơ ngơ về Oren Mane và Oren Tùng An thì hãy xem lại clip này nhá thu lơ bồ tả vốn dĩ thì động từ thu tả có nghĩa là quấn ví dụ như là mình quấn khăn vào quanh cổ này của mình này hoặc là khi mà mình quấn nem chẳng hạn đó mình quấn quấn kim bắp chẳng hạn thì đó là động từ thu tả tuy nhiên khi đi với cả ý nghĩa là thu lơ bồ tả như thế này thì mình sẽ hiểu là gì ạ ngó nghiêng thăm lại những cái con đường khi mình đi dạo qua các con đường nhá thì ở đây mình sẽ dịch là gì đây ạ à, những cái con đường mà à, lâu lắm rồi mới dạo lại được ý thì em thấy rằng là y khí được chính hay temion này thì bằng với cả te mà ta đó thì mỗi khi mà em đi ngang qua con đường này ấy, thì chỗ hết ton khí những cái ký ức mà em đã từng yêu thích nhưng mà ở đây thì mẹ dịch là những ký ức tốt đẹp nó cứ chặt cô to là do động từ to ổ đưa này nghĩa là hiện lên có thể tương đương với cả bằng với cả xanh găng là do đó thì em đã phải dừng bước chân của mình lại hát đoạn b nhá 오랜만에 둘러본 거리들 이 길을 지날 때면 좋아했던 기억이 자꾸 떠올라서 발길을 멈춘다. 그때도 자꾸네, mình sẽ phải kéo âm. đó, mình hát lại từ đầu A đến B n h 마주보며 나누던 얘기들 우리 둘만알았던 얘기들 지울 수 없나봐, 버릴 순 없나봐, 잊지 못하나봐. 오랜만에 둘러본 거리들, 이 길을 지날 때면 좋아했던 기억이 자꾸 떠올라서 발길을 멈춘다. 빰빰. 한참 지나서, 나밍, 세발한덮곡냐 Chúng ta có từ han này có nghĩa là một quãng thời gian dài rất lâu. Ví dụ như mình hỏi là gì? Ô đây kỳ đã đợi anh lâu chưa? Mình nói là gì đấy? Han chan kỳ đợi lâu lắm rồi. Han trăm nghĩa là một quãng thời gian rất là dài. Vậy thì han trăm chỉ là sao? sau khi một quãng thời gian dài trôi qua thì na chỉ cũng nhớ Em lại tới đây và 그때가 đi kuri và em thương nhớ cái những cái tháng ngày ấy. Thương nhớ ai, thương nhớ cái gì thì sử dụng ika đối với cái đó có một cái vlog đấy là mẹ hú phân biệt giữa crypta, poco, chipa, sanh ngang na, tả thì cái phần này nó chính là phần vlog của tập số 30 trong series nói tiếng hàn hay như mẹ hú thì các tình yêu hãy tham khảo lại nhé em quá thương nhớ quãng thời gian ấy cho nên là dù em cố gắng là mình giả vờ nhưng không biết để mà sống thì mọi thứ vẫn cứ hiện lên ở trong đầu em công thức của unche hoặc unchok lát nữa cũng sẽ xuất hiện ở trong bài này thì nó sẽ có nghĩa là giả vờ che sẽ có nghĩa là gì

Cái này thì mẹ Hú dạy ở trình độ trung cấp 2 nhưng chưa có một cái vlog nào để mà nói về cái này cả Thì mọi người cứ hiểu cái tò ra này mình sẽ hiểu là tôi nhớ là như vậy Cảm thấy là như vậy Em cảm thấy rằng là mọi thứ vẫn cứ hiện lên ở trong đầu của mình Tiếp tục Nửa sau Cứ đón nó ra rõ Vì anh ấy là người gì ạ? Lúc nào cũng hiện lên trong mắt của em Cả cụm từ nù nê pita Mọi người lưu ý cả cụm từ có nghĩa là hiện lên trước mắt Và những cái gì ạ? Chuốc Chuốc là những cái kỷ niệm Ở đây dịch là ký ức nhưng mà thực ra mình dịch là kỷ niệm thì là tốt nhất Những cái kỷ niệm Phân biệt nhá, chuốc với cả kỷ nhom là khác nhau này Kỷ nhom chứ hẳn là kỷ niệm nhưng chỉ hay đi kèm với từ kỷ nhâm phung Nghĩa là những quà lưu niệm thôi Còn những cái kỷ niệm mà giữa con người với nhau thì người ta hay dùng từ chuốc hơn nhá mọi người nhá trong khi cái từ ký ức thì lại là ký ức có nghĩa là chỉ là sự ghi nhớ thôi Thì nó khác nhau, ví dụ mình nói là ký ức Là mình không có ký ức gì cả, không nhớ được gì Nhưng nếu mình nói chua ghi thì sẽ có nghĩa là không có kỷ niệm với nhau Được chưa ạ? Và những cái kỷ niệm về quãng thời gian bên nhau Nó vẫn cứ đổ dồn về đây với em Động từ sốt tàn này nghĩa là đổ Và cũng chả hiểu sao người ta lại nói đổ như những ngôi sao như này thì không hiểu lắm Thôi mình cứ hát theo lời người ta là được nhá Đó, với em thì mọi thứ nó xảy ra như vậy đấy Còn anh thì sao? Nó nên ọt nhỉ? 우리 한번더 불러볼까요? 그런 너라서 자꾸 눈에 밟혀서 함께 보낸 시간들 추억들도 별처럼 쏟아지는데 넌 어떠니 đến cái chữ bi này thì chúng ta đã có vlog là nói tiếng hàn hay như mẹ hú tập số 46 rồi để nói về những cái ý nghĩa liên quan đến thuần hàn và hán hàn của chữ bi này mọi người hãy tự tham khảo lại nhá Bây giờ mình hát lại cả đoạn điệp khúc này chí là chỉ không nhớ khi <laughs> hoa cứ điò mùa đơnê xa đã thu sinh ra cứ nó ra 구그 눈에 밟혀서 함께 보낸 시간들 추억들도 별처럼 쏟아지는데 넌 어떠니? buộc kẽ là mình vào lời hai. Chỗ ham kê của nizi con này nó bị hơi cao nên là vừa rồi, rồi mẹ có phải sử dụng đến giả thanh thì các bạn khi mà hát thì cũng phải để ý cái quãng giọng của mình xem cái đoạn này như thế nào nhá. Mẹ vẫn nhớ là khi mà mẹ hát cái đoạn này ở trong cái ngôi sao Việt thì họ có đưa cái lời bình luận đấy là giọng thật và giọng giả hòa vào nhau rất hòa quyện gì đấy. Ô, một điểm rất là đáng tự hào đúng không nào? <laughs> mình sang lời hai nhá những con người mà trông thực sự là hạnh phúc động từ bố y tài là trông thấy như thế nào chúng ta cũng đã làm quen rất nhiều trong series này rồi này những con người mà trông thấy hạnh phúc man nghĩa là gì em nhìn em chỉ thấy họ hạnh phúc thôi em chả thấy họ có cảm giác gì trong khi nà man chỉ riêng mình em hôn trả một mình wiero y này là dạng trạng từ của tính từ rốt tà nghĩa là cô đơn nam tà này là gì ạ còn lại em cảm thấy rằng cả thế giới này để lại còn một mình em là gì ạ là cô đơn như thế này thôi Cho nên là dù em cố gắng để trả vờ nhưng không phải là như vậy Nhưng mà những suy nghĩ về anh vẫn cứ hiện ra Xanh găng na tả Nghĩ đến ai thì mình dùng somebody e xanh găng Ni xanh gác Na tả là nhớ về anh Ôi nơi ma xanh găng là Ngày hôm nay thì nhớ về mẹ, nghĩ về mẹ Ví dụ như vậy Thì mình sẽ hát cả đoạn này nhá Hèn kê mà nên xa đam 남은 같아서 ja so. so. mình hát lại gọi đoạn điệp khúc và cho đến câu cuối là mình sẽ thay mình thay thành nụ mu thì nà tóe ra nước mắt đúng không ạ chuyên đề của nà ta với Neta thì ở đây mình sẽ hát hát lại cái đoạn này và nối sang một rít này

Hồi có thể gặp được anh hay không? Và cứ tên và lúc ấy mà đây chú cả liệu em có thể nói ra được hay không? ne mà những cái tâm tư này của em đó đoạn bridge này rất là hay đúng không ạ? Sau cái này chúng ta có thể vào luôn đoạn điệp khúc 2 đoạn điệp khúc cuối hoặc là chúng ta lơi nhịp ra thoải mái chán chê xong rồi bắt đầu mình sẽ vào điệp khúc cuối. 보고 싶어서 더 보고 싶어져서 bam, 그런 나라서 난 너밖에 몰라서 đó, thì mình sẽ nói là gì ạ? Bố Em nhớ anh Và em lại tho bố có Càng thương nhớ anh nhiều hơn Đấy Sau đó mình chuyển sang lại đợt điệp khúc này thì lúc đấy chỗ này đoạn vừa rồi mình hát là no <laughs> mình có thể đổi dây để thành là nó <laughs> mình mình phiêu đi nhá nào tả <laughs> nghĩa là gì ạ không biết gì ngoài cái này nghĩa là chỉ biết cái này thôi phần này mình cũng sẽ gặp ngay ở trong câu hát đầu tiên của tập tiếp theo khi mà chúng ta hát bài be I'm stupid của anh nào không một trong phim vườn sao băng ngày xưa đấy đó, có này gì ạ? em ấy, em là người như vậy Em không biết gì ngoài anh cả, em chỉ biết đến anh thôi Cho nên là nó Sai ta Thực ra công thức ngữ pháp đầy đủ sẽ là sai ta gá bồ ca như thế này Nhưng trong văn nói người ta hay lược hai chữ này đi thành là sai ta Và công thức ngữ pháp này có nghĩa là dần rồi thì có nghĩa là gì ạ Em đã cố gắng thử sống dần xem Nếu như không anh thì sẽ thế nào Nhưng mà qua thời gian em cảm thấy rằng Vẫn là công thức hồi tưởng đấy ạ Cảm thấy rằng là gì Mô tinh kế tất cả mọi thứ đều ngập tràn bởi sự hối hận 나 no. 그런 나라서 난 너밖에 몰라서 너 없이 살다 보니 모든 게 후회로 가득하더라 네가 없어서 허전한 게더 많아서 오늘도

không có anh nên mọi thứ thật là chống trải ho cho na tả có nghĩa là chống trải thế nào gọi là ho cho chống trải mất đi một thứ gì đấy mình không còn nữa ví dụ mình nuôi một con chó nhưng mà vì một lần ăn nhầm đồ ăn của lợn con chó đấy đã bị tiêu chảy đến mức mà đi du lịch ở phát điển thế cho nên là bây giờ không có con chó nó sổ ăn ngẳng bên cạnh mình nữa thì lúc đấy mình nói là gì đấy ho tròn hoặc là gì khi mà mình con gái con đứa trang điểm đánh son đánh phấn các thứ mà tẩy hết đi trên trông nó cứ thiêu thiêu nào ấy thì người ta sẽ gọi là gì đấy Ho John Họ là cái tình yêu tối nào cũng xem video của mẹ hú Mà đến một ngày mà bận quá không xem được Mình cứ thấy nó cứ thiếu thiếu Tất cả những cái cảm xúc đó đều là Ho oh John à ta Và đến ngày hôm nay cũng vậy Phải co được bước chân của em Không thể rời đi được Vì em quá thương nhớ nơi này Đó Thì là phần bài hát của chúng ta đã kết thúc Hát lại trong một đoạn cuối nhá Hát lại cho từ đoạn nào xem nào uhm, Từ điệp khúc cho đến bridge và cho đến cuối cùng nhá 한참 지나서 나 지금 여기 왔어. 그때가 그리워서 모른 채 살아도 생각나더라. 그런 너라서 자꾸 눈에 밟혀서 함께 보낸 시간들, 추억들도 별처럼 쏟아지는데 눈물이나 여기서 널 기다리면 볼수 있을까? 그때 말해줄 수 있을까? 이런 내 마음을 우애 보고 싶어서 더 보고 싶어서 그런 나라서 난 너밖에 몰라서 너 없이 살다 보니 모든 게 후회로 가득하던 가 없어서 허전한 게더 많아서 오늘도 발걸음은 이 자리가 그리워 가지 못하고 불러본다 chắc là cái đoạn hát vừa có rất là nhiều đoạn tự dưng tự lành mình lên tông với sao vì nó cao quá hát nghe hơi kinh đúng không ạ các bạn khán giả lưu ý nhá đây là một bài hát khá là khó những bài hát thuộc về chị Peggy Young hoặc là David sẽ là những bài mà tông nữ rất là cao và sẽ rất là khó để cho các bạn có thể bắt được nó sau đây sẽ là phần giới thiệu cho tập sau nhá tập 14 bài hát Nemo đi cà ba giờ nhóm S không một thường được mọi người hay gọi là tên Picot I'm Stupid đó bài hát này chắc chắn là cũng sẽ rất là đáng yêu và gợi về cả một bầu trời tuổi thơ của rất là nhiều người đó chúng ta sẽ không phải đợi lâu đâu bởi vì video này sẽ được lên sóng vào ngay thứ sáu này thôi. Hẹn gặp lại các tình yêu trong video đó. Tiếp tục xe đi anh em ơi.